Minecraft không phải là một tựa game hoàn hảo, và ai cũng biết điều đó. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cộng đồng Minecraft chúng ta phát hiện ra ngày càng nhiều lối game mới, và không ít trong số đó có thể phá hỏng luôn bản chất của tựa game này. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 15 lối game điên rồ nhất từng được tìm thấy trong Minecraft. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu video thôi. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với một lỗi có thể giúp bạn bay trong chế độ sinh tồn, một việc mà tưởng chừng như là không thể làm được trong Minecraft. Và nó thực sự đơn giản hơn các bạn nghĩ đấy. Đầu tiên các bạn chỉnh game về chế độ cửa sổ, sao cho có một thanh màu trắng có chữ Minecraft kèm phiên bản này. Sau đó bạn click chuột phải vào thanh màu trắng. Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng game đã bị đóng băng. Và điều làm cho lối này cực kỳ thú vị là nó vẫn có thể hoạt động trong server. Giả sử bạn đang rơi từ trên cao xuống và áp dụng lỗi, bạn sẽ dừng lại và trôi nổi giữa không trung như thế này. Trông chả khác gì ra đang bay cả. Bị đóng băng không có nghĩa là bất tử. Người chơi khác vẫn có thể tác động vào người bạn một cách bình thường. Và chỉ khi thoát chế độ này thì bạn sẽ trở lại bình thường. Có thể bạn hay bị bố mẹ la rầy vì không thể dừng game online lại, nhưng giờ thì các bạn có thể rồi đấy. Cũng nhắc đến việc chơi trong server, lỗi tiếp theo này có thể khiến bạn bè bạn cực kỳ khó hiểu. Tất cả những gì ta cần để thực hiện lỗi này là một vài cái lily pad và timing. Bằng cách bạn click chuột phải để đặt lily pad cùng lúc với những nút F để đổi vật phẩm qua tay khác, bạn sẽ tạo ra block giả trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Nhưng bạn vẫn có thể nhảy lên block đó. Tuy nhiên, trong góc nhìn của người chơi khác, bạn sẽ trông như là đang chạy nhảy trên mặt nước vậy. Trông rất là hay đúng không nào? Việc có được phù phép mending là một trong những thành tựu lớn nhất bạn có thể làm trong Minecraft. Vì phù phép này vốn đã làm cho đống vũ khí của bạn gần như không thể phá được. Nhưng rồi thành tựu kia cũng dần tan thành mây khói khi lỗi này lỗi đến mức mending cũng không thể cứu được bạn. Và cách làm như sau: bạn sẽ ôm một cục nước bong bóng cùng các linh hồn như này, sau đó thả một cái đen lên cục nước và để yên thế. Nó trôi nổi càng lâu thì game sẽ càng tưởng như bạn đang thả một cái đen từ nhà của ông Khan Ferdinand xuống vậy. Và một khi nó rơi xuống đầu người chơi, nó sẽ gần như phá vỡ ngay lập tức giáp netherite mà họ đang mặc. Lối này thực sự đã đưa 7 bằng đen lên một tầm cao mới rồi đấy. Ok, chúng ta hãy cùng ghé qua anh bạn hàng xóm của chúng ta là Barrow Edition để xem ở bên đấy có lỗi gì hay ho không nhé. Và lối sau đây có thể đẩy luôn giá trị của Enderman Farm xuống dưới đáy xã hội. Để thực hiện, các bạn chỉ cần một block gỗ, một cái quặng vàng cần nung và một stack phôi vàng. Bạn nung quặng như bình thường, và một khi đã xong, bạn lấy stack phôi đó kéo lên đây, rồi đổi với phôi vàng bạn vừa nung và bạn sẽ nhận được kinh nghiệm. Click để đổi lần nữa và bạn sẽ nhận được kinh nghiệm. Click thêm lần nữa và bạn sẽ nhận được kinh nghiệm. Cứ tiếp tục làm như thế và bạn sẽ nhận được kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Cần dùng lối này, mình đã lên được tầng 47 level kinh nghiệm chỉ sau 30 giây click vào màn hình, khiến cho mọi máy farm kinh nghiệm gần như trở nên vô dụng. Cũng trong phiên bản Bedrock Edition đó, trong quá trình Mojang phát triển chế độ Spectator cho phiên bản này, họ lại vô tình tạo ra một chế độ khác rất là lỗi. Bằng cách sử dụng MBT Editor để chuyển game mode của bạn sang -1, thì khi vào lại thế giới, bạn sẽ nhận ra rằng bạn vẫn ở chế độ sinh tồn, vẫn đập phá được block bình thường. Nhưng mà mọi vật phẩm bạn nhặt lên đều sẽ trở nên vô hạn. Bạn có thể đập ra bao nhiêu block như này cũng được. Ngoài ra, những con quái vật, kể cả Warden, đều sẽ không có phản ứng gì trước sự tồn tại của bạn. Và cùng với đó, bạn bị nhiễm với gần như toàn bộ loại sát thương. Lối này là mình thắc mắc là đây có phải là chế độ em bé mà Mojang đang bí mật phát triển không? Mình cũng không rõ nữa. Được rồi, các bạn có thể đã biết đến hơn 20 cách khác nhau để MLG rồi. Và tất cả những cách đó đều yêu cầu một vật phẩm gì đó để thực hiện. Nhưng sẽ ra sao nếu như mình nói, bạn vẫn có thể MLG mà không cần xô nước, không cần bột tuyết, không cần thứ chi cả. Đây là một cách MLG mới được phát hiện gần đây đã gây sốt trong cộng đồng Minecraft. Và cách làm lại đơn giản tới lạ thường. Đầu tiên, các bạn ấn nút chạy nhanh và rơi xuống. Trong quá trình đó hãy giữ thêm nút nhảy, và một khi gần chạm đất thì hãy ấn ship hay nút cuối người. Và bùm, các bạn đã thực hiện thành công rồi. Ta sẽ mất một thời gian để làm quen việc này, nhưng một khi thành thạo thì bạn sẽ không sợ bất kỳ ai nữa. Lối LG không gì cả này vẫn hoạt động ở phiên bản 1.19.2, nhưng rồi cũng sẽ bị sửa sớm thôi. Đây là cách để bạn có thể one shot người chơi full giáp netherite phù phép chỉ bằng một cái mũi tên. Có một điều thú vị về vật phẩm này trong Minecraft là mũi tên bay càng nhanh thì nó càng gây ra nhiều sát thương.
Tận dụng điều này, ta có thể nhờ sự giúp đỡ của TNT để phóng cái mũi tên này đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhanh tới mức mà một chiếc mũi tên có thể hạ gục luôn một người chơi full jet Netheroid. Có thể sẽ có một số bạn nghĩ là ba cái mũi tên này thì làm được gì, thêm phù phép là được rồi. Nên giờ mình sẽ thử sức mạnh của bộ giáp phù phép này trước đống mũi tên này nhé. Và trước khi mình tiếp tục thì nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn vào nút like và đăng ký kênh ở phía dưới để có thể xem thêm nhiều video hay hơn từ mình nhé. Được rồi. Tiếp tục video thôi. Giờ mình sẽ hỏi các bạn một câu là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình sử dụng chiếc cần câu này? Xem nhé. Wow, một chiếc thuyền từ trên trời rơi xuống. Anh Hưng đã làm việc này bằng cách nào thế? Trong Minecraft, chúng ta có một loại khá hay liên quan đến chiếc cần câu này. Khi ta móc chiếc cần câu lên bất cứ thứ gì, sau đó vào Nether, cái móc câu sẽ không thể biết được bạn ở đâu và rồi biến mất khỏi mắt người chơi. Nhưng thực ra, móc câu vẫn biết bạn là chủ của nó. Khi bạn quay trở lại Overworld, thì game vẫn sẽ không cập nhật cái móc câu. Và đây là phần thú vị. Chính vì nó không biết được vị trí chính xác của bạn, nên dù bạn có đi xa đến mức nào đi nữa, bạn vẫn có thể kéo móc câu về lại vị trí bạn đang đứng, dẫn đến việc này. Sing with me, sing for the year. Bạn vẫn có thể kéo bất kỳ sinh vật nào lại gần bạn, từ bất kỳ vị trí nào trong thế giới. Miễn sao lò chân có thực thể đó, phải được tải để lỗi này có thể hoạt động bình thường được. Nhưng ta luôn có thể đẩy lỗi này đi xa hơn một chút nữa. Tận dụng thứ này, ta có thể thực hiện thêm một trò, nơi bạn có thể dịch chuyển bằng cách sử dụng cần câu. Một việc mà chưa bao giờ làm được trong Minecraft trước đó. Nghe qua lần đầu thì bạn sẽ nghĩ trong đầu là để làm được việc này thì cần phải có một setup siêu phức tạp. Trong khi thực tế, nó chỉ nhìn vẹn vẹn như thế này thôi. Vậy, ta có thể làm việc này bằng cách nào? Chỉ cần móc cần câu vào dạng để giáp ở đây, sau đó vào Nether, rồi lại về Overworld. Và khi bạn cần trở về nhà, thì cầm cần câu trên tay rồi click chuột phải. Và xong. Chiếc dàn đầy giáp sẽ bị kéo ra khỏi tấm áp lực và đóng cửa sập lại. Ngay lập tức kích hoạt Ender Pearl, dịch chuyển bạn về lại vị trí ban đầu. Từ đó ta có thể làm rất nhiều trò hay với nó. Bạn đi xa hàng trăm nghìn block và muốn quay về, sử dụng cần câu phát là xong. Bạn muốn thoát khỏi các trận đánh, cầm cần câu lít chụp phải thôi. Bạn là Kratos nhưng trong khi rơi xuống thì nhận ra ý nghĩa cuộc sống. Sử dụng cần câu thôi. Khoan đã, đoạn này làm gì có trong kịch bản nhỉ? Thôi kệ đi. Lưu ý nhỏ là lối này đã được sửa trong bản 1.17 rồi nhớ. Thực sự vừa rồi là một lối rất điên rồ. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với lối này, nơi mà nếu thực hiện chính xác, bà sẽ có thể thu thập được comment block, barrier hay khung cổng TN 100% trong chế độ sinh tồn Minecraft. JKM cùng nhiều người chơi khác trong prototype SMP đã tìm ra cách để khai thác triệt để lối liên quan đến block rơi dẫn đến hiện tượng này. Bằng cách sử dụng của máy redstone cực kỳ phức tạp cùng với thủ thuật kết hợp mã nhị phân của nhiều block khác nhau, những người chơi này bằng một cách nào đó đã hô biến một phát tạo ra block mới. Khác gì một trò ảo thuật đâu. Mình sẽ không giải thích thêm về cách lối này hoạt động vì các bạn biết mà, mình không phải là nerd. Lần tới video của JKM, mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho bọn nào thực sự muốn tìm hiểu nhé. Được rồi, chúng ta hãy cùng đến với những lỗi được xếp vào danh mục đáng nguyền rủa nha. Bằng cách bấm vào thư mục của bất kỳ phiên bản bạn đã tải nào, vào đây, xóa thư mục test và phone đi, rồi ngắt kết nối internet và vào lại game. Toàn bộ hệ thống chữ trong game sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Và hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng Channel đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi hình chữ nhật. Nhưng chưa hết đâu, vẫn còn một lỗi khác liên quan đến cài đặt trong game. Trong một video cũ của mình đã nhắc đến việc ta có thể vào file option.txt để thay đổi các giá trị trong cài đặt thành bất kỳ con số nào các bạn muốn. Nhưng có một nhân tố điên rồ ta chưa nhắc đến, đó là cái này, bitmap levels. Nếu ta chỉnh anh bàn này xuống giá trị âm là -1, game của chúng ta không còn là Minecraft nữa. Tất cả khối vuông trong thế giới giờ đây chỉ bao gồm một màu đen mà thôi. Hãy bật túi đồ chế độ sáng tạo lên và xem. Tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen. Nhưng điều làm cho lối này đặc biệt là các sinh vật trong game vẫn nhìn thấy bình thường dưới lần xương đen ngòm này. Nhìn cảnh tượng này khá là buồn cười khi mà các sinh vật là thứ duy nhất được tô điểm trong thế giới này. Giờ ta hãy đến một ngôi làng và gặp gỡ anh bạn dân làng này, vì ta có thể thực hiện thêm một lỗi khá điên rồ với chúng.
chúng ta đã biết nếu cầm đồ dân làng cần trên tay thì chúng sẽ mang một món đồ trên tay không? Từ đó, mình có một câu hỏi. Nếu ta thay món đồ đó bằng Totem of Undying thì dân làng có sử dụng được nó không? Và đúng như mình dự đoán, anh bạn này đã sử dụng chiếc Totem. Nhưng nếu ta mở trên menu ra, Totem có còn đó nữa. Thay vào đó là Air. Sử dụng lối này, ta có thể triệu hồi một ông villager trao đối đồ lấy không khí. Một thứ có thể cứu được bao nhiêu mạng người ở em. Chiếc thuyền là một thứ không còn quá xa lạ với chúng ta rồi. Nếu mình được tiền chọn một lần anh mơ thoát nạn nhờ thứ này thì chắc giờ mình thành tỷ phú rồi. Nhưng trong quá trình phát triển Minecraft 1.20, Mojang vô tình làm cho thứ này trở nên OP hơn bao giờ hết. Cụ thể, trong bản Snapshot 1.19.4 pre-release thứ nhất, thuyền có một khả năng kỳ lạ. Khi ta lái thuyền trên mặt đất thì nó có thể leo lên một block. Nếu bạn nghĩ rằng thứ này không ảnh hưởng nhiều thì hãy xem đây nhé. Và tất nhiên, vì lỗi này khá là nghiêm trọng nên nó đã được sửa khoảng 2 tuần sau đó. Và cuối cùng là một lỗi ảnh hưởng đến một sinh vật mới trong bản 1.20, lạc đà hay là hươu cao cổ, mình không biết. Trong ba bản snapshot này, nếu bạn mang một thú cưỡi như là hươu cao cổ hay là ngựa và đi vào một vùng nước, sau đó thả bàn phím ra, và các bạn có thể thấy con hươu cao cổ này đang bật nhảy càng ngày càng cao khi ở trong vùng nước. Từ khi nào mà ngựa tuyệt vời như thế này vậy? Cho nó thêm hiệu ứng chạy nhanh và chứng kiến sự liên rồ của nó. Ngựa giờ đây hỏi Pegasus luôn rồi mà. Và vừa rồi là 15 lối game điên rồ nhất từng được phát hiện trong Minecraft. Và đây vẫn chưa phải là tất cả, vì vẫn còn rất nhiều lỗi mà game đang chờ một ngày được tìm thấy. Nếu như các bạn muốn được biết thêm về những điều thú vị trong Minecraft thì hãy xem qua video ở đây nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ớt ơ này thì đừng quên nhấn vào nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Mình sẽ gặp các bạn trong những video sau. Còn giờ thì... See ya!